Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 40 tiết 2. Rồi trước hết là các em vào phần khám phá. Câu E, chúng ta có tình huống như sau. Các bạn có một khối hộp chữ nhật gồm các khối lập phương nhỏ ghép lại với nhau. Khối hộp chữ nhật này có chiều dài là 4 khối lập phương nhỏ, chiều rộng là 2 khối và chiều cao là 3 khối. Việt nói, khối hộp chữ nhật này gồm bao nhiêu khối lập phương nhỏ? Nam và Mai mỗi người đưa ra một cách tính. Theo Nam thì lấy 3 nhân 2 trước được kết quả bao nhiêu, nhân tiếp với 4. Theo Mai thì lấy 2 nhân 4 trước được kết quả bao nhiêu, nhân tiếp với 3. Robot có nhận xét cả hai bạn đều đúng. Rồi cụ thể mỗi bạn đã tính số khối lập phương nhỏ như thế nào? Các em hình dung. Để tính số khối lập phương nhỏ ghép thành khối hộp chữ nhật, chúng ta tính theo hai cách. Cách 1 là các em tính theo cột. Cách 2 là các em tính theo lớp. Cách 1, mỗi cột có 1, 2, 3, 3 x 2. Mỗi cột có 3 x 2, như vậy 4 cột thì ta nhân với 4. Cách 2, mỗi lớp có 1, 2. 2 x 1, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4. Mỗi lớp có 2 x 4, 3 lớp, các em nhân với 3. Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân, các em có thể đổi vị trí của 2 x 4 và 3 cho nhau. Cả hai cách tính này thì đều cho chúng ta một kết quả là 24 khối lập phương nhỏ. Kết quả đều bằng 24. Như vậy, biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai, hai biểu thức này có cùng giá trị. Đến đây chúng ta có nhận xét 3 x 2 x 4. Các em có thể lấy 3 x 2 trước được kết quả bao nhiêu, các em nhân tiếp với 4. Hoặc lấy 2 x 4 trước được kết quả bao nhiêu, các em nhân tiếp với 3. Tính chất này ta gọi là tính chất kết hợp của phép nhân. Chúng ta có một tích 3 thừa số thì các em có thể kết hợp hai thừa số bất kỳ của phép nhân lại với nhau. Các em lấy hai thừa số bất kỳ, các em nhân với nhau được kết quả bao nhiêu, các em nhân tiếp với thừa số còn lại. Thì tính chất này ta gọi là tính chất kết hợp của phép nhân. Để cụ thể, các em sang phần B, tính giá trị của hai biểu thức này. Biểu thức thứ nhất là các em lấy A nhân B trước. Biểu thức thứ hai là các em lấy B nhân C trước. Dù lấy hai thừa số nào nhân với nhau trước thì chúng ta cũng được kết quả là như nhau. Giá trị của hai biểu thức là như nhau. Cụ thể, chúng ta có nếu A bằng 5, B bằng 4, C bằng 2 thì 5 x 4 x 2, các em lấy 5 x 4 trước bằng 20. 20 x 2 bằng 40. Hoặc các em lấy 4 x 2 trước bằng 8, 5 x 8 cũng bằng 40. Hai cách tính cho cùng một kết quả. Nếu A bằng 6, B bằng 2, C bằng 3 thì 6 x 2 x 3, các em lấy 6 x 2 trước bằng 12, 12 x 3 bằng 36. Hoặc là các em lấy 2 x 3 trước bằng 6,
6 x 6 bằng 36. Hai cách tính cho hai kết quả giống nhau. Nếu A bằng 3, B bằng 2, C bằng 5 thì 3 x 2 x 5, các em lấy 3 x 2 trước bằng 6, 6 x 5 bằng 30. Hoặc là các em lấy 2 x 5 trước bằng 10, 3 x 10 bằng 30. Như vậy chúng ta nhận thấy giá trị của hai biểu thức này luôn bằng nhau và ta viết hai biểu thức này bằng nhau. Điều này có nghĩa là khi chúng ta có tích 3 thừa số hoặc mở rộng hơn ra là có tích của nhiều thừa số thì các em có thể kết hợp hai thừa số bất kỳ, các em nhân lại với nhau. Được kết quả bao nhiêu, các em nhân tiếp với các thừa số còn lại. Tính chất này ta gọi là tính chất kết hợp của phép nhân. Các em có thể kết hợp hai thừa số bất kỳ trong một tích lại với nhau. Khi nhân một tích hai thừa số với thừa số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động. Một, tính bằng hai cách theo mẫu. Trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em đọc kỹ mẫu. Ở đây để tiết kiệm thời gian cho các em thì thầy giáo hướng dẫn các em thực hành luôn nha. 4 x 2 x 5. Chúng ta tính theo cách 1. Cách 1 là các em lấy 4 x 2 trước. Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân. Các em kết hợp hai thừa số bất kỳ lại với nhau. Các em kết hợp 4 với 2 lại với nhau. Các em lấy 4 x 2 trước. Được kết quả bao nhiêu, các em nhân tiếp với 5. 4 x 2 bằng 8. 8 x 5 bằng 40. Cách 2 là các em lấy 2 x với 5 trước. 2 x 5 bằng 10. 4 x 10 bằng 40. Bảy nhân hai nhân ba. Cách một, các em lấy bảy nhân hai trước. Được kết quả bao nhiêu, các em nhân tiếp với ba. Bảy nhân hai bằng 14. 14 nhân ba bằng 42. Cách hai là các em kết hợp hai với ba trước. Hai nhân ba bằng 6. Bảy nhân 6 bằng 42. Sáu nhân ba nhân ba. Cách một là các em lấy sáu nhân ba trước. Sáu nhân ba bằng 18. 18 nhân ba bằng 54. Cách hai là các em lấy ba nhân ba trước. Ba nhân ba bằng 9. Sáu nhân 9 bằng 54. 6 x 2 x 4. Cách 1, các em lấy 6 x 2 trước. 6 x 2 bằng 12. 12 x 4 bằng 48. Cách 2 là các em lấy 2 x 4 trước. 2 x 4 bằng 8. 6 x 8 bằng 48. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Các bạn chia thành hai đội để chơi trò chơi. Hãy xác định thành viên của mỗi đội. Biết rằng các thành viên trong cùng một đội cầm miếng bìa ghi biểu thức có giá trị bằng nhau. Trước hết là các em tìm những miếng bìa ghi biểu thức có giá trị bằng nhau. Rồi trước hết là ta có 9 x 3 x 2. 3 x 2 bằng 6. Như vậy là bằng 9 x 6. Hoặc là 9 x 3 bằng 27. 27 x 2. Đúng không? Như vậy, ba bạn cầm ba miếng bìa này thuộc cùng một đội. Rồi tương tự, chúng ta có
8 nhân 5 nhân 2. 5 nhân 2 bằng 10, như vậy là bằng 8 nhân 10, hoặc là 8 nhân 5 bằng 40, như vậy là bằng 40 nhân 2. Do đó ba bạn cầm ba tấm bìa này thuộc cùng một đội. Vậy các thành viên trong đội thứ nhất cầm các miếng bìa ghi phép tính 9 nhân 3 nhân 2, 9 nhân 6, 27 nhân 2. Các thành viên trong đội thứ hai cầm các miếng bìa ghi phép tính 8 nhân 5 nhân 2, 8 nhân 10, 40 nhân 2. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, robot làm 3 chiếc bánh kem. Mỗi chiếc bánh kem được cắt thành 5 phần. Mỗi phần có 2 quả dâu tây. Hỏi robot đã dùng tất cả bao nhiêu quả dâu tây. Rồi các em hình dung. Mỗi chiếc bánh kem được cắt thành 5 phần. Mỗi phần có 2 quả dâu tây. Như vậy mỗi chiếc bánh kem có 5 x 2 quả dâu tây. Mỗi chiếc bánh kem là có 5 x 2 quả dâu tây. Được chưa? Ở đây có tất cả là 3 chiếc bánh kem. Như vậy robot đã dùng số quả dâu tây là một chiếc bánh kem là có 5 x 2, 3 chiếc bánh kem thì ta nhân với 3. Được chưa? Kem có thể dùng duy nhất một phép tính này, hoặc là kem giải bài toán bằng hai bước tính. Cách 1, kem giải bằng hai bước tính. Trước hết là kem tính xem là mỗi chiếc bánh kem có bao nhiêu quả dâu tây. Mỗi chiếc có 5 x 2 bằng 10 quả dâu tây. Vậy 3 chiếc bánh kem có 10 x 3, tức là số quả dâu tây robot đã dùng là 10 x 3 bằng 30 quả. Đáp số là 30 quả dâu tây. Cách thứ hai là các em chỉ dùng duy nhất một phép tính này thôi. Cách 2, số quả dâu tây robot đã dùng là mở ngoặc 5 x 2 đóng ngoặc nhân 3. 5 x 2 bằng 10, 10 x 3 bằng 30 quả. Đáp số là 30 quả dâu tây. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.